Trong cái món đậu hũ này nó có cái gì? Thịt với lại đậu hũ, một bầm với lại đậu hũ. À, nãy ăn mà không biết đó là có trong đó cái gì. Nó có mỡ nữa không? Dầu. Nhẫn mà, để vô. Đây là heo quay với chả lụa. Đây là hồng. Đây mới nâng cấp hai cái máy lạnh. Bữa là không có. Ngồi đây lạnh buốt luôn á. Qua sánh góc luôn á. Có từ năm 1945 tới giờ. Hôm nay họ có hai địa chỉ, nhưng mà cái địa chỉ ở Nguyễn Trãi ở trong Nhân Liên để gửi xe, còn mình ăn bên địa chỉ 801 Nguyễn Trãi. Mà cái chỗ này mình thấy người ta nấu quá trời. Cơm có gì? Đậu hũ mình đã tới.
rồi nấu bằng cái nấu đất chết lúc mà lúc nãy nó sôi lên mở quá thì mở luôn nhưng mà giờ hết sôi lên thì mở rút luôn chưa đậu hũ ba bu đây có tương đậu hũ nè có tương như là tương gì giống tương đen vậy mà không phải tương đen giống như bánh tương đi kim thì mới nghe hả đi kim thì mới nghe cơm đây nấu bằng cái nước luộc gà mình cái vị đấy ngon ngon béo nó dẻo đây không có đâu có đậu hũ tứ xuyên thêm ba chén một chén thôi hôm nay cơm hơi ít ăn nó no lâu lắm nè trước ăn sâu vậy kêu thêm một tiếng này nữa gạo non mua anh đó chứ hả hả hết rồi nhiều quá đại dương còn nấu canh nữa cái khúc cuối khác khác ngon cũng kích thích cái vị giác trong thời gian gần nó chịu lắm canh nữa mấy lần trước á, mấy lần là ăn hay quay em à, giờ thử món khác.
Ở đây có món heo quay ngon. Heo quay sữa. Tô canh. Tôi đang cơm mà không ăn canh đủ. Từ từ. Em ăn à? Anh chết rồi. Anh này gọi là canh gì? Củ sen. Củ sen có gà. Đây có heo nè. Củ sen nè. Táo sọn nè. Chân gà nè. Thịt đặc heo nè. Đủ quá. Nói chung này đủ. Chiến nè. Để nấu nấu để gia vị. Cái nước gà nó sao thì cái nước nước hầm nó ra cái mùi luôn á. Thịt gà. Năm cô. Thịt vừa mềm nha mà xương khó bị gục. Hay. Nhưng mà cái này là chân của gà ta nè. Cái xương rất là cứng. Đây bình thường chị Kiều ăn không à? Đa số là người qua. Này có nguyên củ sen lớn, củ sen lớn. Tới đây củ sen. Ăn này. Đây là thịt nạc nè. Heo. Có nấm đông cô. Này là cũng lại chân gà. À, còn là em ấy. Nhiều quá. Bất ngờ. Tô canh này thích hợp cho trời lạnh này. Ở đây có lẩu. Tô canh này là 60 nghìn. Còn mà nãy thì 55 nghìn. Cái này một người đi ăn tầm 100 mấy ngàn. Ngon luôn á. No luôn. Nói chung ở khu này á, đây là nhất rồi. Nước
táo sọng. Với cái bớt này vô vắng ha, giờ quay qua lại quá trời nhiều. Đây ở dưới đất là hết chỗ, người ta mới lên đây nè.